giao tất cả các em theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đề học sinh giỏi lớp 8 môn khoa học tự nhiên sẽ có phần thứ nhất là phần thi bắt buộc gồm có phần môn vật lý, hóa học và sinh học. Phần thứ hai là tự chọn. Các em sẽ lựa chọn phần hóa học hoặc là phần sinh học hoặc là phần vật lý. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giữa cái nội dung hóa học trong đề thi học sinh giỏi khoa học tự nhiên của lớp 8. Phần 1 là cái phần bắt buộc 6 điểm á, thì về đề lĩnh vực hóa học ta sẽ có 2 điểm. Ở cái phần này là cái kiến thức cơ bản các em cần nắm cho cô khí ở đó ở điều kiện chuẩn thì N của chất khí các em sẽ tính bằng V chia cho 24,79. V này đơn vị là lít. Đấy, thứ hai, N sẽ bằng M nhỏ trên M lớn. Tính cho mọi chất thì có thể đi hệ quả có lúc các em sẽ tính M ta sẽ có N nhân với M lớn hoặc là M lớn thì bằng M nhỏ trên N. Đó, và chúng ta sẽ áp dụng vào cơ số 3. Các em sẽ tính nơ khí của CO sẽ bằng V cho 24,79 là 1,2395 chia cho 24,79 sẽ bằng. Và từ đấy các em sẽ tính mơ của CO. Ta áp dụng công thức này bằng N nhân với M lớn bằng 0,05 nhân với 28 là phân tử khối của CO bằng 1,4 gam. N của CO2 tương tự các em sẽ tính được 3,7185 chia cho 24,79 được kết quả 0,15 mol. Chia ra M của CO2 sẽ bằng 0,15 nhân với 44 là phân tử khối của CO2 bằng 6,6 gam. Vậy M của A sẽ bằng M của hai khí cộng lại 1,4 cộng 6,6 bằng 8 gam. Tính tỷ khối của A so với không khí. Không khí thì các em sẽ tính mơ lớn của không khí là biết bằng 29. Muốn biến tính tỷ khối của A so với không khí thì các em phải tính mơ lớn của A. Câu B. Mơ lớn của A về công thức sẽ bằng mơ nhỏ trên nơ nhỏ về bằng mơ A trên trên nơ A. Mơ A được 8 gram. Nơ A chính là nơ của hai khí cộng lại lấy 0,5 cộng 0,15 bằng 0,2. Các em tính được 40 gam trên mol. Vậy tỷ khối của khí A so với không khí các em ký hiệu D của A so với không khí bằng mơ lớn của A chia cho 29. Và thay số vào 40 chia 29 xấp xỉ được kết quả gần bằng 1,38. Vậy ở nội dung này các em cần chuyển đổi biết cách chuyển đổi công thức giữa khối lượng số mol và thể tích khí. Hai lớn là phân tử tròn, lập phương trình hóa học của các phản ứng sau. Thì cách cân bằng như sau. Khi cân bằng một phương trình phản ứng hóa học ấy, các em cần lưu ý cho cô. Đó là các em sẽ quan sát những cái nguyên tố nào mà nó thay đổi trước phản ứng với một chất và sau phản ứng với một chất. Thì chúng ta sẽ cân bằng. Ở đây C. Các em thêm một. Vậy C đây là hai. Các em đây là hai CO2. H là 6H thì H2O sẽ là 3. Vậy tổng ô ở về phải sẽ có 4 ô cộng với 3 ô là 7 ô. Mà đấy là O2, vậy 7 phần 2. Khi cân bằng phân số như thế này thì các em sẽ chuyển về hệ số bằng cách quy đồng mẫu số dẫn đến sẽ là C2C2H6 cộng với 7O2 vào thành 4CO2 và 6 nước. Thì các em lưu ý rằng ấy, khi nếu là phân số thì các em sẽ quy đồng mẫu số để mất phân số đi. Khử mẫu
bởi vì cái hệ số đặt vào phương trình phải là những số nguyên dương và tối giản. Phương trình số 2 là chúng ta cân bằng nhóm nguyên tử cả nhóm hydro 4 B ở đấy và nhóm OH. Cách cân bằng như sau. À, phản ứng B này thì các nguyên tố ở trước phản ứng ở một chất và sau phản ứng cũng như vậy. Do đó cái chất nào có hệ số lớn hơn chúng ta sẽ quan tâm. Vậy ở đấy SO4 có chỉ số là 3, các em có thêm thêm 1 trước Al2O3. 3. Ở đấy gốc SO4 là 3 thì ta sẽ thêm 3SO4. Thì đồng nghĩa với Al sẽ là 2. 2Al thì OH sẽ là 6. Các em thêm 6 và HO cuối cùng kiểm tra à, cá ra 6 cá và vế phải cũng có 6 cá đã cân bằng. Ở phản ứng C à, chỉ số O nó lớn nhất có 3 O thì các em có thể cân bằng ở đây. O đây là 3 O thì nước bên này cũng là 3 và Fe sẽ là 2 và H sẽ là 3. Thì cân bằng thôi thì các em sẽ viết thành nét nét liền nhé, không phải là nét đứt nữa. À, phương trình chữ cũng như vậy, các em chữ vẫn cứ để chữ thì tuy các em có thể chọn cô thấy Fe ở một chất trước phản ứng một chất và sau phản ứng một cô thêm một ở Fe. Vậy Fe ở vị trái có X, các em nhớ lấy hệ số nhân với chỉ số thì ở vế phải cũng phải là X. Và ở đấy làm thế nào để chúng ta đặt được phương trình cho nó cân bằng? Các em sẽ nhìn thấy và ở phương trình này thì O đặc biệt ở vế trái có hai nơi, vế phải cũng có hai nơi. Vì vậy các em sẽ cân bằng CO, giả sử các em đặt A thì C ở vế phải cũng phải là A. Và cuối cùng các em sẽ bảo toàn O. O ở vế trái có một nhân với Y cộng với A nhân với một bằng ở vế phải x nhân A, x nhân 1 cộng với 2 nhân A. Các em biến đổi chúng ta sẽ được A chuyển sang bên này bằng Y trừ x. Vậy các em sẽ viết lại cân bằng phương trình như sau: FEXOY cộng Y trừ X nhân với CO tạo thành XFEO cộng với Y trừ X CO. Vậy cô lưu ý các em khi cân bằng phương trình chúng ta nắm nguyên tắc những nguyên tố nào chỉ trước phản ứng một nơi và sau phản ứng về một nơi chúng ta sẽ cân bằng trước. À, nếu như phương trình đặt vào đã còn phân số chúng ta sẽ quy đồng khử mẫu để được hệ số. Và nếu phương trình chữ thì các em cứ đặt ẩn và ta cân bằng theo chữ. Câu 2. Viết các phương trình hóa học thực hiện số đo chuyển hóa, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có phản ứng một. Oxy để về P2O5 rõ ràng sẽ tác dụng với P nhiệt độ tạo thành P2O5. Các em cân bằng bên này 2 và đây 5, các em thêm 2 và 5 dẫn đến P là 4. Phương trình số 2 Oxy oxygen cái cộng với Fe nhiệt độ tạo thành Fe3O4. Ở đây thêm 1 là 4 O thì 2 và 3 Fe. Phương trình số 3 Fe3O4 để về được Fe thì sẽ tác dụng với chất khử ví dụ H2 vào thành Fe và H2O, cân bằng vị trái có 3 Fe và 4 O dẫn đến 4 nước. Phương trình số 5 phương trình số 4 Fe để tạo ra H2 tác dụng với HCl tạo thành FeCl2 và H2. Phương trình số 5 H2 tác dụng với O2 tạo thành H2O.
Các em cân bằng thêm hai trước khác hai O và hai trước khác hai. Phương trình 6 H2O để tạo thành H2SO4 sẽ tác dụng với SO3. Phương trình 7 H2SO4 phản ứng với Al tạo thành Al2SO4 3 lần và giải phóng H2. Các em cân bằng theo nhóm nguyên tử có 3 nhóm SO4, chúng ta thêm 3 để thêm 1, có nghĩa là 2 Al và 3H2. Về nguyên tắc thì số 1 không phải viết, nhưng mà để khỏi nhầm lẫn thì các em nên viết, cũng không bị trừ điểm gì hết nhá. Phương trình số 8 H2O tác dụng với Na cũng được mà natri Na2O tạo thành NaOH và chúng ta cân bằng phương trình. Câu số 3, hãy nêu phương pháp phân biệt các dung dịch chất lỏng không màu đựng trong các lò riêng biệt mật nhãn, dung dịch axit clohydric HCl, natri hydroxit NaOH, sodium hydroxit, đây là đang còn tên cũ nhé, NaCl và H2O. Lần lượt nhỏ các mẫu mẫu thử các dung dịch vào chất lỏng vào quy tím. Nếu quy tím hóa đỏ thì đó là HCl, quy tím hóa xanh thì dung dịch NaOH không đổi màu là H2O và dung dịch NaCl. Sau đó tiếp tục đun nóng hai ống nghiệm thì cái ống nào mà bay hơi hết thì sẽ là H2O, không để lại cặn, còn để lại cặn màu trắng là NaCl, vì điều kiện thường NaCl là chất rắn. Câu 3, khí CO, câu 4, khí CO2 có lẫn khí CO và O2, hãy trình bày biện pháp thu khí CO2 tinh khiết thì dẫn hỗn hợp khí CO có lẫn CO2 có lẫn CO và O2 qua dung dịch CaOH hai lần giữ khi CO2 phản ứng hết. Toàn bộ cái này sẽ chuyển vào kết tủa. Lọc tách kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được CO2 tinh khiết. Chú ý ở đây là trong chân không. Tức là không có môi trường. Hoặc là chúng ta có thể lấy axit phản ứng với CaCO3 để tạo ra CaCl2, CO2 và nước. Câu số 5. Cho biết độ tan của CuSO4 ở 90 độ C là 50 gram, ở 10 độ C là 15 gram. Hỏi khi làm lạnh 600 gram dung dịch bão hòa CuSO4 từ 90 độ đến xuống 10 độ thì có bao nhiêu gram CuSO4 tinh thể tách ra? Thì các em chú ý dung dịch bão hòa là chứa đủ tối đa số gram chất tan trong một dung dịch. Để các em lưu ý, cố nhắc lại cái độ tan ấy, 90 độ, độ tan của CuSO4 90 độ C là 50 gram, thì có nghĩa là ở 90 độ C thì 100 gram nước hòa tan tối đa được 50 gram CuSO4 và tạo 150 gram dung dịch. Dung dịch. Vì vậy ở đấy 600 gram dung dịch thì các em sẽ tính được x gram CuSO4 và y gram nước bằng cách nhân chéo chia ngang sẽ rút được x bằng 600 nhân 50 chia 150 bằng 400 gram, y sẽ bằng 200 gram. Vậy khí ở 10 độ C, ở 10 độ C thì ta gọi số mol của CuSO4
ngầm nắm nước tách ra là lạ à? À, vậy thì khối lượng của CuSO4 ngầm nắm nước tách ra sẽ là phân tử khối này là 160 nhân với A. Vì vậy số gram nước còn lại ở trong dung dịch là mơ nước. Còn ban đầu nó có 200 gram mà tách ra sẽ là 5 nhân với 18 nhân với XA bằng 200 trừ 160A. Mơ của CuSO4 còn lại là ban đầu có 400 gram mà trừ đi 160A. À, vậy chúng ta sẽ có là ở 10 độ C thì 100 gram nước sẽ hòa tan được 15 gram CuSO4 và sẽ tạo ra 115 gram dung dịch. Vậy nước ở đây bây giờ chỉ còn lại 200 trừ 160 gram nước thì sẽ hòa tan được 400 trừ 160A gram CuSO4 đây 120 nhé. Vậy các em sẽ có tích chéo và nhân chéo chia ngang. Vậy truy ra lấy 15 nhân với 200 lần này cô tính bị nhầm các em nhé. Đây là ý và đây là xơ. Vì vậy chúng ta tính đấy mình sẽ bị nhầm. Ở đây là ý và đây là xơ. Vậy CuSO4 nước còn lại là 400 trừ 160 A CuSO4 là 200 trừ 160 A và ở đây cô cũng bị nhầm. Nước là 400 trừ 160 A và đây 200. Vậy ta sẽ có 15 tích chéo vào. 15 nhân với 400 trừ 160 A thì bằng 100 nhân với 200 trừ 160 A. Và các em bấm máy tính ra được kết quả A bằng 280 phân 2931. À, vậy mơ của CuSO4 tách ra ngầm nắm nước tách ra là lấy 280 phân 293 nhân với 160 được kết quả gần bằng 160 cộng 5 nhân với 18. Và các em bấm máy tính 280 chia 98 nhân được kết quả là 362,7 gam. Nhầm, đây đây. Đây tính phân tử khối. Rồi các em tính cô tính lỗi kỹ thuật nhé. Đây 90. Các em cô tính bị nhầm 90 em nhé. Từ 90 gram 90 A và đây 400 chia 90 và bấm cái máy tính kết quả này
28238239 nha. Xin lỗi nha, cái đoạn này cô dặn cô lại làm một lần nữa này. Nhấn chéo XR là 200, cô nhầm từ chỗ này. Rồi COS04 ngầm nắm nước tách ra là A, thì COS04 sẽ là M của COS04. Ngầm nắm nước là phải 250 chứ. Xin lỗi, bài này không bị nhầm lẫn về số món nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 6. Cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào hai đĩa cân sau cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm 1. À. Ta có thí nghiệm 1. N của Fe sẽ bằng M nhỏ 11,2 chia cho 56 bằng 0,2 mol. Phương trình hóa học xảy ra Fe cộng HCl tạo thành FeCl2 và H2. Các em cân bằng thêm 2. Vậy Fe 0,2 thì H2 thoát ra. Các em nhấn chéo chia ngang đơn vị ngoài này là mol. Vậy H2 thoát ra 0,2 mol. À, vậy mơ dung dịch cho 11,2 gam vào, vậy mơ dung dịch sẽ tăng bằng mơ sắt cho vào mà trừ đi khí. Vậy mơ của Fe cho vào là 11,2 mà trừ đi khí 0,2 nhân về 2. Các em bấm máy tính được kết quả 10,8 gam. Còn khi cho mơ gắn nhôm vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng thí nghiệm 2 tạo thành Al2SO4 3 lần và giải phóng H2, các em cân bằng phương trình 2 3 1 3. Vậy thì giả sử đây rồi, mơ gam thì ta có món sẽ là mơ đến cho 27. Thì nhấn chéo chia ngang sẽ ra khí H2, mơ chia 27, nhấn 3 và chia cho 2. Vậy mơ dung dịch 2 tăng, thế cho dung dịch 1 ấy, sẽ bằng mơ của kim loại nhôm là mơ gam trừ đi mơ khí. Mơ khí H2 là mơ chia 27 nhân 3 phần 2 và nhân với 2 thì sẽ bằng mơ dung dịch 1 tăng vì cân thăng bằng, tức là sẽ bằng 10,8. Và bấm kết quả, các em ra được mơ bằng 12,15 gram. Thì ở đây lưu ý là mơ dung dịch tăng sẽ bằng mơ chất rắn cho vào mà trừ đi kết tủa, trừ đi khí phát ra. Này, thử hoàn toàn 16 gram oxide oxy. Một oxit kim loại mơ để cân dung 7,437 N của H2 bằng V chia cho 24,79 DKC. Các em sẽ bấm kết quả được 7,437 chia 24,79 bằng 0,3 mol. Bước 1 là tính phương trình. Thứ hai là gọi công thức của oxit là oxide là M2ON hoặc OX.
Khử cái này bởi khí H2 ta có phương trình hóa học M2OX cộng với H2 tạo thành M cộng H2O cân bằng phương trình. Các em thêm 2 X và X. Số mol H2 0,3. Vậy số mol của M sẽ là nhân chéo chia ngang 0,3 trên X. Và chúng ta sẽ có M nhỏ là 16 gram bằng số mol 0,3 trên X nhân với M lớn là 2 M lớn cộng với 16 X. Các em sẽ tìm được mối quan hệ M bằng 56 phần 3 X. Vậy X là hóa trị thì chỉ có X bằng 3, M bằng 56 thỏa mãn. Vậy đó là iron Fe. Công thức hóa học là Fe2O3. Vậy cô đã hướng dẫn các em chữa đề thứ nhất. Trong cái đề này cũng xin lỗi các em một chút là một vài số liệu đáng ở cái chương trình cũ. Và cái bài số 6, bài số 5 này cô tình có hơi nhầm lẫn một tí. Mong các em thông cảm. Hẹn gặp lại các em trong các cái video chữa đề học sinh giỏi môn hóa phân khoa học tự nhiên của lớp 8 nhé. Tạm biệt các em.